Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mitsubishi Outlander nhé. Và trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2023 rồi, với cái mức ưu đãi đang được giảm trực tiếp tiền mặt tương đối được sâu ở cái thời điểm đầu tháng 8 này, cũng như là thời điểm này cả hai phiên bản Mitsubishi Outlander đang được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cực kỳ là đặc biệt. Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết hai cái phiên bản của dòng Mitsubishi Outlander này để cho anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu có thể nắm được. Với cái dòng xe 7 chỗ gầm cao và cực kỳ rộng rãi, coi như là cái rộng rãi nhất phân khúc, thì dòng xe Mitsubishi này cũng đang cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều các đối thủ trong cùng tầm tiền, cùng phân khúc và cùng tầm giá. Ví dụ như là cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe Honda CR-V, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây em đi vào chia sẻ luôn cho anh em. Đầu tiên đó là cái phiên bản Mitsubishi Outlander phiên bản CVT. Bản này hiện tại đang có mức giá là 825 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 85 triệu, anh em ạ, trên 85 triệu, cũng như là tặng anh em gói phụ kiện cơ bản và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 811 triệu, trả góp thì đang là 182 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 803 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh em cần chuẩn bị cho em là 785 triệu, trả góp thì đang là 156 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói, anh em nhé. Đó. Hiện tại cái bản 2.0 CVT này thì bên em đang rất nhiều xe, sẵn xe giao ngay cho anh em. Và cái mức linh động vẫn còn khi anh em gọi điện trực tiếp cho em, anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mitsubishi Outlander Premium. Bản này hiện tại đang có mức giá là 950 triệu. Với mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại thì đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 90 triệu, anh em nhé. Lên đến 90 triệu và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản nữa. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 938 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 929 triệu, trả góp thì đang là 198 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 911 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Với cái mức mua qua trả góp thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay tối đa lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm và tối thiểu là 3 năm. Với mức lãi suất năm đầu tiên đâu đó vào khoảng 0.85% của một tháng, các năm tiếp theo vào khoảng 1% của một tháng, anh em nhé. Đó. Rồi với anh em mua qua trả góp sẽ bắt buộc phải mua cái bảo hiểm thân vỏ, vì là khi anh em mua trả thẳng thì mới được tặng, còn đâu mua trả góp là sẽ không được tặng cái bảo hiểm thân vỏ này, anh em nhé. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em hai cái phiên bản của dòng Mitsubishi Outlander ở cái thời điểm đầu tháng 8 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em để em gửi tới cho anh em cái chính sách giá bán cũng như là các chương trình như đã khuyến mại mới nhất, cạnh tranh nhất tới anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường, anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.